Clip ám ảnh đất sạt lở vùi lấp nhà trong tích tắc, dân hốt hoảng tháo chạy. Mới đây, clip quay lại cận cảnh vụ sạt lở tại đường Khe Xanh, thành phố Đà Lạt khiến cho nhiều người dùng mạng xã hội kinh hãi. Tại hiện trường, hàng trăm khối đất và bê tông từ trên cao đổ xuống vực sâu, nên bê tông đứt gãy nghiêm trọng. Theo người dân gần đó, khi xảy ra vụ sạt lở, trượt đất kèm theo tiếng nổ, nhiều người đang sinh hoạt trong nhà đã hốt hoảng tháo chạy. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều ngày 12 tháng 11, gây ảnh hưởng đến khoảng 10 căn nhà và khách sạn cao tầng tại đây. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cùng lực lượng cảnh sát giao thông và ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã giăng dây lắp biển cảnh báo, giúp người dân di dời vật dụng ra khỏi nhà. Hiện vẫn đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở nghiêm trọng nói trên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.